Càng yếu vãi, đó là suy nghĩ đầu tiên của hầu như tất cả mọi người sau khi xem Người Kiến 3. Mặc dù là được so sánh với Thanos, kẻ có thể xóa sổ một nửa vũ trụ bằng một cái búng tay. Chỉ là mấy cái đèn laser gắn vào tay, chắc chắn là trong nguyên tác nó phải khác và cao trên màn ảnh khác như thế nào. Có gì để mà so sánh với Thanos? Hãy cùng đặt cả hai lên bàn cân để so sánh về xuất thân, lý tưởng, sức mạnh, vân vân. Quỷ dữ đối đầu, Kang vs Thanos. Khoai tím có một nguồn gốc khá thượng đẳng, ít nhất là so với con người. Thanos tên thật là... Thanos. Hộ khẩu thường trú tại hành tinh Titan, không rõ địa chỉ cụ thể. Hắn là hậu duệ của hai người là Alas và Suizen, những đứa con đầu lòng của tộc người Eternal. Nói chung, tộc này mạnh như bị điên vậy, thế nên là Thanos cũng mạnh. Có điều Thanos không được đẹp đẽ như giống loài của mình, vì hắn mang trong mình gen đột biến của Deviant, và thế là y có thân hình màu khoai môn kỳ lạ. Một cái ngoại hình khiến chính mẹ hắn cũng phải double check thứ vừa phọt ra từ hai chân mình. Nhờ vẻ đẹp trời phú đó mà Thanos có tuổi thơ cô độc và buồn bã. Ôn lại lịch sử một tí thì Eternal và Deviant đều là sản phẩm của các Celestial. Họ là những thực thể quyền năng nhất vũ trụ, đặt nền móng cho sự phát triển của nhiều loài, trong đó có con người. Họ cũng có quyền quyết định sự sống của bất kỳ sinh vật nào, thậm chí là cả một hành tinh. Nói không hoa, các thực thể này sánh ngang với thần thánh. Tóm lại, Thanos cũng có thể được coi là hậu duệ của thần thánh. Trái lại với xuất thân mình rồng vảy phượng của khoai tím, Kang the Kangaroo lại chỉ là một người trần mắt thịt. Tên cúm cơm của y là Nathaniel Richards, đến với thế giới này vào khoảng thế kỷ 30, không rõ năm nào. Tuy chỉ là người phàm, nhưng não của Kang lại vô cùng sáu múi. Hắn tạo ra được cỗ máy thời gian, sau này bán cho Doraemon. Nhưng tạm bỏ qua chuyện đấy thì Kang vì du hành thời gian, quan hệ với thời gian, cắm sừng thời gian nhiều quá, nên không rõ gia phả tên này thế nào. Có người nói hắn là cha của người cao su, aka thông minh nhất hành tinh Reed Richards. Có kẻ lại bảo hắn là con của Dr. Doom. Theo tôi thì cả hai đều sai. Và tôi tin Menden ủng hộ luận điểm của tôi. Mà thôi, kệ tổ cái gia phả của hắn đi. Tóm lại hắn cũng chỉ là người bình thường, có số IQ cao. Thế nên là về nguồn gốc, Thanos 1 càng không. Vì là hậu duệ của các Eternal mà lại còn mang gen đột biến Deviant, cộng thêm việc là kẻ ưu tú trong giống loài của mình, Thanos sở hữu siêu sức mạnh. Bằng Ultron lũy thừa căn bậc 2 mũ 7, hắn có những cú đấm có lực bằng nhiều chiếc ô tô tải. Người hiểu rõ điều này nhất có lẽ chính là chàng trai xanh sao Gamma. Người đấm bốc có khả năng ngang cơ với khoai tím, chắc có Odin. Sức bền của Thanos mà chấm trên thang điểm 10 thì nó phải là dương vô cực. Điều này được chứng minh khi hắn đối đầu với Avenger. Dù đánh nhau từ sáng đến tối, nhưng chưa bao giờ thấy Thanos thở gấp. Khoai tím cũng thông minh hơn học sinh lớp 5. Kiến thức của hắn đã vượt qua giới hạn của những sinh vật bình thường. Đó chính là lý do Thanos đau nỗi đau của thiên hạ. Toàn kế hoạch hóa dân số vũ trụ sau khi hành tinh mình bị lạm phát đẻ. Nói chung, Thanos mà đi thi đường lên đỉnh Olympia thì đeo vòng nguyệt quế luôn, rồi hãng đi thi. Thanos kháng phép và vật lý khá triệt để. Đã thế, da còn sần sùi khiến đối thủ hay bị buồn nôn. Hắn có khả năng thao túng vật chất, năng lượng, ngoại hình to, vạm vỡ, có thể đứng ở tầng 1 trong khi cù nách người ở tầng 2. Khi kết hợp chơi đồ, đặc biệt là găng tay vô cực, thì Thanos gần như là bất bại. Đã dọa cho Hulk không dám tái xuất chỉ bằng một lần đấm nhau tay bò. Còn với anh da đen cầm đầu dòng thời gian của chúng ta thì sao? Về sức mạnh thể chất thì chắc chắn Kang không có cửa khi chỉ là con người. Nhưng về trí tuệ, kẻ thao túng thời gian được xếp cao hơn Tony Stark, Dr. Doom và Reed Richards, những bộ óc thiên tài của loài người. Ngoài việc chế tạo ra được cỗ máy thời gian, Kang còn có khả năng tạo ra được các thiết bị khác hỗ trợ cho hắn trong công cuộc trừng phạt. Đó chính là bộ đồ chiến đấu tím lịm của y, với chiếc mũ có kính trước mặt nhìn rất trí tuệ nhân tạo. Bộ đồ này xịn hơn bộ người sắt của Iron Man rất nhiều lần. Áo giáp của Kang không lọc nước được như Kangaroo, nhưng giúp hắn có thể nâng vật nặng lên đến 5 tấn, cỡ hai con voi châu Phi được trưởng thành. Bộ giáp này có độ bền hơn điện thoại Nokia. Để dễ tưởng tượng thì bạn có thể mặc bộ giáp này đứng ở điểm va chạm của một quả bom nguyên tử mà không xây sát gì. Tin không? Đấy là trong nguyên tác thôi, chứ còn trong phim thì... Bộ giáp này còn cung cấp oxy, thực phẩm, ăn trong 30 ngày 30 đêm. Và tuyệt vời hơn là Kang có thể đi vệ sinh trong bộ giáp luôn. Hy vọng cảnh đó sẽ được đưa lên phim. Bộ giáp của Kang có thể bắn ra những năng lượng xanh LED dạng điện năng và có thể tạo ra quả cầu năng lượng để bảo vệ vật chủ. Mỗi tội bị bọn kiến bé tí cắn bét xe lè nhè. Khổ thân, tựu chung lại ở khoản sức mạnh, cả hai khá ngang kèo. Phần lớn là nhờ não sáu múi, tỷ số hiện tại là Thanos 2, Kang 1. Khoai môn sinh ra, da đã tím tái. Hồi bé xấu như cẩu nên không có bạn. Chơi với mỗi thằng anh ruột là Eros. Đến độ tuổi trăng tròn, khoai tím rơi vào lưới tình của thần chết Mithridates. Hắn chợt nhận ra cuộc sống vô nghĩa này bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng rồi, cả hành tinh Titan của hắn cũng rơi vào cảnh diệt vong vì bùng nổ dân số.
Thanos nhận ra được sứ mệnh của mình, phải thu thập đủ các viên đá vô cực để kế hoạch hóa lại dân số trên toàn cõi vũ trụ. Hắn muốn sắp đặt lại sự sống của tất cả các sinh vật và cho rằng tất cả chúng sinh đều phải mang ơn mình. Đó là một tư tưởng khá nhân văn nhưng lại bị tiêu cực trong cách thực hiện. Có lẽ thần chết trong mối quan hệ yêu đương đã ảnh hưởng đến tư tưởng của Khoai Tím khá nhiều. Lý tưởng của Khoai Tím là rất vững chắc, bằng chứng là hắn đã dám hy sinh người con gái nuôi Gamora, người thân gần như duy nhất còn lại của mình, để đổi lấy viên Soul Stone. Giờ hát đi choi đi quay giờ sờ cho nghịt Will. Khác với lý tưởng có phần ôm đồm của Thanos, càng bạo lực với thế giới này lại khá cảm tính. Cả cuộc đời của hắn chỉ muốn tìm một đối thủ xứng tầm, càng đã chứng kiến mọi thứ đúng nghĩa đen. Thế nên là khúc này hắn tác động một tí, khúc kia hắn chỉnh sửa một tí. Editor, càng làm thời gian, rối tung lên như mớ tóc kẹt ở miệng cống. Nó cũng thúi như cách hắn đi chinh phạt các vũ trụ vậy. Và trong quá trình đó, Kang đã không ít lần tiêu diệt Avenger. Vì dĩ nhiên là họ luôn tìm cách ngăn cản hắn. Kang giống như một đứa bé, quấy khóc khắp đa vũ trụ. Hắn mưu cầu sự chú ý đến tuyệt vọng, khao khát được công nhận từ người khác. Có đến hàng rổ biến thể, nhưng chàng trai máy lọc nước này chỉ duy nhất một biến thể là người tốt. Một biến thể duy nhất chống lại muôn vàn những biến thể khác và được biết đến với cái tên He Who Remains. Kang là một kẻ độc ác theo quán tính, một kẻ có thể liên thủ với chính mình để đánh chính mình ở một điểm mà chính mình đã gây ra xáo trộn ảnh hưởng đến chính mình của tương lai. Lú thế nhở? Nói chung là lý tưởng của Thanos đỉnh hơn. Thanos 3, Kang 1. Thực tế thì Kang và Thanos đã từng đụng độ nhau trong đầu truyện Avenger Master Child của Jed MacKay. Trong phần truyện này, Kang đã nhập xác mình vào một Celestial, khiến hắn có sức mạnh của thần thánh. Nhóm Avenger lo sốt hết cả vó, thế là đã mang một Thanos hồi còn trẻ trâu đến đối đầu với máy lọc nước. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Chàng trai thời gian nắm cổ Khoai Tím như Khoai Tím, buộc thời gian chảy qua cơ thể tên Titan x1000 tốc độ. Và sau đó, tất cả những gì còn lại trên tay Kang chỉ là tay của hắn. Tại kiểu Thanos biến thành bộ xương ấy. Nhưng đó chỉ là một tên Thanos còn trẻ, chưa có đầy đủ kiến thức và đặc biệt chưa sở hữu găng tay vô cực. Nếu vậy, một Thanos như ở Infinity War đối đầu với Kang thì kết quả có thể như nào? Mình xin phép dự đoán như này, đúng nhận sai cãi. Kang là kẻ du hành thời gian, hắn có lẽ đã gặp không ít Thanos, nhưng sự kiện búng tay của Thanos có lẽ chỉ diễn ra ở vũ trụ 616, tức là vũ trụ gốc. Dựa vào những gì đã xảy ra ở What If, vậy điều đó có nghĩa là ngoài vũ trụ gốc ra, Thanos ở mọi vũ trụ khác có thể đều đã thất bại, hoặc là đã chết trước khi có thể trở thành mối họa. Vậy có thể nói, Thanos ở các vũ trụ khác chỉ là một tên Titan, có thể chất vượt trội và chưa đủ sự thông thái để đối đầu với Kang. Để dễ hình dung thì ngoài vũ trụ gốc ra, có lẽ Thanos dễ dàng bị trừ khử bởi các Internal, nếu họ được phép tham dự vào chuyện của con người, và hoàn toàn không có cửa để đối đầu với Kang. Thanos 3, Kang 2. Vậy là dựa trên những yếu tố đã phân tích, phần thắng thuộc về tên Titan có màu khoai môn. Điều này cũng là hợp lý khi suy cho cùng, Thanos cũng được xếp vào hàng chân mệnh thiên tử. Lý tưởng của Thanos thể hiện rất rõ điều này, tuy nó hơi tiêu cực, nhưng có tâm ý phổ độ chúng sinh. Còn Kang, điều hắn mưu cầu chỉ hướng tới bản thân mình, thao túng được thời gian và tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ. Một kẻ khao khát được công nhận đến điên rồ. Kang là ví dụ điển hình của một kẻ nắm quá nhiều quyền lực trong tay. Hắn đã tha hóa một cách đầy tầm thường trong hàng ngàn biến thể, và duy nhất một biến thể đã vượt qua được bản ngã đó. Thật đáng buồn cho một thiên tài khoa học khi đã sử dụng tài năng của mình cho một thứ ngu ngốc. Giá như hắn mua một chiếc áo của chùm cuối thì có lẽ đã sáng mắt ra như trung nhân. Đồng bào khắp đa vũ trụ đã được cao gối ngủ gáy. Các bạn nghĩ sao về nhận định trên? Còn nhân vật phản diện nào các bạn muốn đối đầu? Trinh cả bay đê. Tôi là Châu Ấy Linh. Đừng quên đăng ký các kênh của hệ thống The Reviewer. Còn bây giờ thì see ya.